Vâng, xin chào quý vị thân mến. Toàn thể mọi người quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình buổi sáng sớm ngày hôm nay. Buổi sáng thứ hai đầu tuần đấy, ngày 22 tháng 1. Tại bây giờ 7 giờ nhưng mà trời rất là tối luôn mọi người ạ. Hơn 7 giờ trời tối và đang chuẩn bị là mưa đấy. Và hôm nay nhiệt độ thời tiết là cũng đang mưa và cũng như là không khí lạnh tràn vào đấy. Nhiệt độ bây giờ chỗ mình bây giờ là khoảng 12 độ C. Để tiếp tục mình đi cập nhật cái thông tin ra táo cho bà con. Do cái tình hình như rét. Mưa xuân, táo xuân đây. Tập bóng trên trống á. Gãi chứ. Xem mua được không ý. Mưa gió. Ở trong nhà thì cân được một số hàng à. Bi đài à? Bi đài. Ôi giời, ai lại chở củi ra đây cơ? Phải có thịt nữa thì ấy chứ, ấm chứ. Làm lên cả ba làm tí thịt nữa chứ. Ui, tàu đại. Quả ghê nhỉ. Hai sáu. Để kia mà không rơi ra sốc không sợ rơi nhỉ. 6K. Ê, trên cả bà đồng thế nhỉ. Ê, trời, thời tiết thì nó tối lắm mọi người ạ. Thực ra máy mình quay nó cái cảnh ấy, trời sáng thôi nhưng mà chất là nó tối lắm. Lại mưa này thì mệt ghê. Đại. Ui, dẹt vô, rất ngọt vô nhỉ. Đào không? Mấy
4 lại còn bớt thêm. 25-14. Lại còn giảm đi một giá nữa thì đúng rồi. Thời tiết mưa. Đang mưa bay mọi người ạ. Trên nhà ba đông thế nhỉ. Hàng đài. Quả nó cũng không đào. Đây bên dưới đây. Nó phải to đào như những quả này thì mình nghe tạm. Đấy. 28k. Mưa rét. Nay mưa nên là nhà anh đóng ít hàng của mọi người ạ. Không cân nhiều. Đấy. Đẹp vẫn 28, 26. 25 này tùy theo táo. Đấy là táo đài mọi người nhé. Bi này nhà anh lại không cân. Cân ít. Bi phải bi đẹp. Vừa chân có nhiều các bác là hỏi em là địa điểm của nhà anh khi đây cân thì có gần quốc lộ không, thì xin thưa với các bác là ở đây sát đường trục chính quốc lộ 31 nhé, khu vực cầu Chép, từ bên trên ngã ba Đồng Cốc xuống đây khoảng tầm độ 200m thôi. Đấy. Ngay dưới đường đấy nhé quý vị các bạn nhé, đối diện với cửa hàng nội thất của nhà ông Kinh Quế này. Các bác nhìn phía đường này thì các bác quan sát thì nhìn nó thấy điểm này dễ đâu mà ngay dưới đường không. Đấy. Tí nữa mình sẽ hỏi xem là số điện thoại xem là như nào, mình sẽ xin cho các bác. Đấy. Để cho các bác nhà vườn chủ động liên hệ cho nó dễ. Thật ra thì mình chỉ có nick Facebook thôi. Đấy. Đài Loan. Ui. Tất cả các bác thưởng thức táo đài với em nhé, xem quả này ngon không. 26k bán đòi 30.
Trời rét này ăn ngọt thật. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt ghê. Giòn tan luôn mọi người ạ. Táo đài, táo đài gốc này nó là đi hàng đỉnh nhau, hàng số 1 luôn. Ba loại à? Ăn no quá mọi người, ăn một quả mà no luôn. Quả khoảng tầm 2 lạng này. Qua mình thấy nhiều táo lắm, nhưng mà hôm qua mình bận lại đi quay cái sự kiện khác nên là không quay được cái cập nhật giá táo cho bà con được, nên là mọi người thông cảm với mình. Ngọt thật. Số điện thoại đây nha mọi người nhé. Số điện thoại đây nha mọi người nhé, 0974 799 633, 0978 799 633. Các bác là ấn vào video ấn dừng không để lấy số nhé. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và mùa màng thì bội thu và bán được giá cao nhé. Thời tiết thì bây giờ đang lạnh dần và cũng như là mưa đấy. Thêm mưa đây, đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy là trời tối sầm tối xì luôn. Được cái là cái máy quay mình nó hình ảnh nó sáng, nó nét, nó không như là thực tế bên ngoài. Trời nó âm u. Điểm nhà anh kia này bây giờ đang là chuẩn bị sắp gần như đủ hàng rồi, có một số vườn các bác nhà vườn thì đến mới chở đến cơ. Bây giờ chắc là buổi sáng nay là còn hái nên là chưa mang ra đến sớm được. Vàng, vàng vàng. Cái hàng to rồi nhỉ, bây giờ nó đục cái hàng vừa vừa thôi nhỉ. Không còn hàng to nữa rồi. Lớp to bây giờ thành cái lớp này, bây giờ thành cái lớp to rồi. Hết. Hàng vừa vừa. Này chắc tầm 170 quả một cân nhỉ? 27 đi. 27. Gần như cao ngất sổ luôn.
30 á? Ở trên kia á? Ê, mà bán 30 đánh hết cái loại ra. Lấy hàng đẹp to đẹp rồi. Hàng vừa vừa hôm nay đấy, không xúc lỗi. Hết giá. Kịch sổ quá các. Giá cao kịch sổ 28k bác chắc đòi hơn, nhưng mà anh kỳ anh không mua được cái giá cao. Rồi ok nha mọi người nha, mình cũng xin phép là mọi người là mình cũng kết thúc video buổi sáng ngày hôm nay, cập nhật cái thông tin giờ táo đài cho toàn thể bà con nắm bắt được cái giá buổi sáng sớm ngày hôm nay. Mình cũng xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và cũng như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình xin phép là khép lại video ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Xin chào.